Mình xin chào các bạn. Cây dưa càn thì rất là dễ trồng. Cây này khi mình chưa có giống thì mình mua ở vựa cây cảnh là một chậu là 40 ngàn á cả nhà. Và khi có giống rồi thì cây ra hoa, hoa già, trái rụng xuống thì cây sẽ nảy mầm và phát triển. Rất là dễ trồng cả nhà ơi. Không tốn công chăm sóc, chỉ cần có nhiều nắng thì hoa sẽ nở. Đất sạch là được, nếu các bạn nào cho thêm phân bò thì cây sẽ rất là sai bông luôn. Và mình thích nhất là cây dừa càn này, nó rất là nhiều công dụng tốt cho sức khỏe của mình luôn. Nó chữa được rất là nhiều bệnh. Nếu các bạn nào quan tâm thì các bạn nghiên cứu sẽ biết cây dừa càn này rất tốt. Cho nên là mỗi nhà chúng ta nên trồng cây dừa càn này cả nhà. Nhất là cây dừa càn mà có cái bông màu trắng là rất tốt trong việc chữa bệnh á. Mình thì mình hay trồng dừa càn để lâu lâu mình đem vào nhà mình cắm hoa cho vui, nhìn nó là lạ mắt ra cả nhà, thay đổi không khí trong nhà. Rồi lâu lâu mình ra ban công mình nằm mình chụp hình, con mình cũng chụp hình. Nó không có tốn công chăm sóc nhưng mà cây dừa càn này có sâu ấy cả nhà, đến mùa nó có con sâu. Nếu mà ai mà sợ sâu thì không nên trồng cái cây này, nhưng mà mình trồng trên ban công trời nắng cũng ít sâu lắm, nhưng mà đổi lại là công dụng chữa bệnh của nó rất là tốt đó cả nhà. Đó, đây là mình đem vào nhà mình cắm á, mình trồng khắp nhà luôn, mình rất là yêu hoa cả nhà. Nhưng mà ở Sài Gòn thì đất chật á, nếu mà mình mà ở quê là mình sẽ thiết kế một khu vườn trồng thật là nhiều hoa. Các bạn nào mê hoa giống Phượng không? Làm bạn cho vui nha. Các bạn bấm chuông, bấm nút đăng ký làm bạn với mình cho vui nha. Mình cũng đã già rồi nhưng mà mình rất là yêu thích hoa, cây, các con vật. Nhờ ngắm hoa, nuôi chim, trồng rau mà mình cảm thấy yêu đời hơn các bạn. Mình cảm ơn cả nhà đã xem clip.